Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Lichmann, có model là L505UX. Đây là cái series bản Gold. Dòng 505 này có hai series, đó là series mặt Silver và mặt Gold. Bởi vì cái dòng Gold này rất là hiếm so với cái mặt Silver. Chiếc âm ly này thì là hàng từ Nhật về, đẹp xuất sắc, đầy đủ khiển dây nguồn zin theo máy. Và bây giờ em sẽ đang quay chi tiết để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc âm ly này. Nói đến cái thương hiệu Lichmann thì các bác cũng đã biết rồi, là một trong những cái thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản. Lichmann Akufei là hai cái thương hiệu lừng danh được sản xuất tại Nhật. Với cái thiết kế là mặt vàng chanh, mặt phay nhôm vàng chanh rất là đẹp. Và bên tay trái em đây, nó là cái đường input selector, đó là cái đường tín hiệu đầu vào. Bên tay phải em đây, đó là cái volume những cái đời cao này là đang sử dụng volume ly cua rồi. Và bên dưới là có các đường núm tinh chỉnh như bát chép hay là ba lăng. Và chính giữa sử dụng hai chiếc đồng hồ VU vậy theo tín hiệu nhạc. Và bên dưới em đây, đó là cái nút nguồn. Đó, chiếc ly này vô cùng đẹp. Và phía trên là có một sử dụng một cái lắp sơn màu ghi rất là đẹp. Đó, đây là bản Gold các bác nhé. Bản Gold nên là nó ít hơn là cái bản thường kia, cái bản Silver kia. Bản Silver thì cái số lượng nó nhiều hơn, và những cái bản Gold này thì nó ít hơn. Về cái máy móc thì là rất là mới, và bên em bán hàng em bao zin bao xịn trọn đời cho quý vị và các bạn. Đó, em sẽ quay rất chậm để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc âm ly này. Đó. Đây là cái biểu tượng của Lichmann. Và bây giờ em sẽ quay phía đằng sau máy để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc máy này. Đây là phía đằng sau. Dòng Lichmann 505UX này sử dụng hai cầu loa A và B, và tất cả những cái cầu loa này toàn sử dụng những cầu loa cao cấp của hãng. Cầu loa có, và đây là cái nút kết nối nguồn, và bên đây là cầu B. Đánh cùng lúc một hai cặp được. Và đây âm ly Lichmann 505UX Made in Japan, và con này là điện 200 điện công suất tiêu thụ điện năng là 270W. Đó, con này sản xuất 2012. Đó, và đây là các đường tín hiệu đầu vào, đường input, và bên đây là đường ba lăng. Đó. Và giá chiếc âm ly Lichmann là 505UX mặt Gold với thời điểm hiện tại là đang giá cực kỳ tốt luôn, thì gửi tới quý vị và các bạn là giá chỉ có 52.800.000 thôi. Đó, thời điểm rất tốt để quý vị sở hữu chiếc âm ly Lichmann 505UX Gold này. Hàng bao zin bao xịn trọn đời cho quý vị và các bạn, và kèm theo đó là dây nguồn zin khiển zin theo máy các bác nhé, nên là các bác cứ yên tâm sử dụng thôi. Vâng, video clip đến đây em xin dừng, và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.